Đây là đồng diều Bà Canh nha, đồng diều lớn nhất thành phố mà có thể lớn nhất khắp nơi luôn á. Nhìn người la liệt giống như là hải biển Vũng Tàu á. Diều thì ngập trời. Trời cũng đang xuống rất là đẹp đây. Bán nhiều tại chỗ là rất là nhiều này. Nhưng mà nói chung là đồng nhiều cũng là lỗi với cả nước luôn á. Ở đây mình vô mình coi thả diều. Rồi mình coi mấy chú LGBT hát lô tô luôn nha. Có bàn ghế đồ ngồi thoải mái nè đó. Đó, thì muốn vô trong lấy gì lấy. Rồi số 3, 11, 22, 40, 4 con anh em lệ và bà con có gì là một tháng như ngờ. Có thể gửi một người lên đi kiểm tra dùm em 4, 3, 7, 8 ghế bên trên còn mà không chứ em xin phép bỏ bánh cho thành công. Cho tập hợp cho bên ngoài thì mỗi thứ này giờ xa chứ em không hoàn toàn giải quyết bà con có gì mình nha. Em mong rằng bà con có gì mình cũng có thả chiều thân tình tham gia đồng dự dự dưới khẽ bên dưới đăng mời chào bà con. Mấy chị tới nay đọc dạy của những phần quà bên trên cây nhà sông uống xin đưa ra cho bà con. Có gì mình thật chương trình nhiều hay vui và mới lạ cho bà con. Có gì mình coi để cô bác gì mình tin thoải mái tinh thần và thả chiều bà con. Mấy chị mình nha. Mong rằng bà con có gì mình ủng hộ em với bà con có gì mình đây để mai về có tiền mua sữa cho con em uống nha. Anh nở lòng nè mời sữa anh uống ngọt hả? Sữa ngon chết luôn nhé gì?